mà tu mà không cái đó gọi là tu hú là tu sao hú đúng rồi. Tu đó tu gì ta vì không nghe rành. Nói chữ cha chữ mẹ gì đó. Có nữa hả chú? Có. Cha mẹ nó coi ra gì. Tu á thầy cò này chứ tu thì cũng có thiệt nhưng mà làm cái nó sống kiểu một khác thôi chứ không có thầy không có chỉ tu là tu ngoài đời ấy thì chứ còn nói với tình đạo cha mẹ thì coi như không ra gì hết. Có cái hứa nhưng mà làm bên kia thì nói vậy là kêu gọi thầy chu là thầy ta hôm nay là thầy tử cháu là thầy chu mà có trường lớp gì đâu đâu. Nếu mà thật lòng mình muốn tu thì mình cũng đâu cần phải qua trường lớp, mình tu tâm hay là cái gì cũng được. Đi tu thì cho có cái hình thức đặng là lấy tiền vậy thôi chứ còn ngoài đó chứ không gọi là tu. Ngay vào đó lên đưa ai đừng nhiều khi mình đâu có biết người ta tu thiệt hay tu giả đâu. Người ta có tâm là tu là quý rồi. Nhưng mà là muốn đi mà áo của cha cạo đầu được người ta hơn. Chính xác chị nói đúng. Cho tôi 2 triệu để tôi cạo đầu mà áo của cha luôn đi. Chính xác. Đưa lên thì cha cũng biết là đưa lên cho rằng ở là thay gì cũng như là. Cô kia đâu là được. Hôm nay cũng nói chừng mấy năm chứ gì. Thì cũng có tu vậy thấy cũng đó cũng tu có bà bên kia nè hai người làm tu chung rồi sau này cái rã ra. Anh biết sao nó rã ra không? Cái gây gỗ gì không biết. Dạ. Cái gỗ gì cái kia mới đi về bển. Là có ngoại phải bà cô Phước không anh? Đúng rồi. Đó hai người á xuống dưới bưng với xuống dưới bữa sáng với tính lập chùa với mà nhà nước không có cho. Xả vô con gàng tính dựng tôi với ông đó, đó xuống cũng phụ ý là mình thấy thôi người ta dựng chùa mình cũng xuống trồng cột chim ăn nè dựng mới vừa dựng mấy cây công an vô tới cái bỏ chạy nó cái đầu sao xả nó không cho làm cái đầu cái mới về nhà cái chỗ cũ đó đó về đó mà xả cũng quần dữ lắm. Rồi cuối cùng sao mà cũng dựng lên làm đó rồi cái mới rã hồng với cô Phước. Theo anh đánh giá là thầy có cái tâm tu không anh? Thì thấy vậy nhưng mà thấy thì cũng có cái hướng tu đó, nhưng mà thấy vợ con cũng tùm lum hai ba người đó mà không biết kêu sao thì thấy hình thức thì cũng có vậy đó cũng có cái hướng vậy đó nhưng mà thấy vợ con cũng tùm lum đó la. Vậy là nghe nói là thầy vợ trước vợ sau rồi ghen tuông gì về tùm lum á. Dạ vậy có luôn hả? À có luôn tùm lum dạ. Có dắt cái bà kia dạ. Dắt vợ của người ta mà bà ốc kia lên bắt lợ bà nào bắt rồi. Vậy là cũng dắt vợ người ta đi hả? À chồng lên bắt lợ thôi lỡ nằm luôn chứ không sao đâu cứ nằm đi thôi, bình thường. À, vậy là thầy dắt vợ người ta đi. Bà ngoan mà đây tôi với ông anh đây nè, tôi sáng ngày tôi xuống nhà anh uống cà phê. Dạ. Cái chồng lên kiếm tình dạ. Cờ bà này phải ra đi chợ hay là đi việc vậy á. Dạ. Cái chồng đón đường lại cũng gặp vợ á, đón đường lại hai chồng tính muốn lộn nhau luôn. Rồi cái tôi hôm này đứng coi nè rồi mới nghe nói là ổng nói mày địch mẹ mày lường gạt tao từ vào bắt vào ram yeah. Chửi quá trời luôn rồi cái hai người đi xong nghe nói thời gian bắt lại bắt vợ lại. Vậy là chồng của cái cô đó là bắt hai chồng bắt á từ vô bắt về vô Trung Nam này sống yeah. Vậy là thầy cò dẫn cái cô người về người sau là người bắt luôn bắt vợ bắt. Thì cái lúc mà đang chuẩn bị xây chùa đó là khoảng bao lâu rồi chú? Lập chùa rồi mới dắt cái bà này dạ. Rồi cái như chú theo chú suy nghĩ vậy á thì thầy cò vậy là có trong lòng chú nghĩ là vậy là nó có thấy nó có sai với lại không? Sai dạ. Làm gì đó không đúng dạ. Vậy chú có biết cái chuyện mà thầy cò được Mạnh Thường Quân cho tiền á là số tiền cũng khá lớn á nhưng mà vì lý do nào đó xưa thầy cò trả lại chú có biết cái chuyện đó không? Dạ. Không biết tại tôi ở trên này. Dạ. Yeah.
thì mình biết lúc nào nó cũng ấy thôi, chứ còn mình không nói thêm nó bớt gì hết. Thầy cò bây giờ thầy cò hiện giờ trước thầy cò mấy vợ đây? Mình như một vợ. Vợ cái con ở nhà hiện giờ. Rồi thì giờ vẫn đang ở chung luôn bây giờ. Giờ ổng mấy năm nay thôi vợ đi tùm lum hết. Nhưng mà kiểu ông tụng kinh là ông đi học, thế là ông tự nghiên cứu sách vở thôi. Cái đó cũng không rành, tại mình không có ở gần, cũng không rành luôn. Thì có mình biết lúc nào mình nói lúc đó, thì hồi trước đó thì tôi làm ruộng với đó rồi thầy cò này với bà Phước đó là mở xuống dưới tính là lập chùa dưới. Lập chùa thì cái ngày mà dựng cột xi măng này tính lập chùa nè, xuống dựng mấy cái cột công an xả vô ráp nhau chạy bỏ không chấp nhận, nó dựng công an mà sao đó, rồi cái đầu ngưng chỗ đó, cái sao cái thời gian cái về làm ngay chỗ nhà cũ đó dựng lên đó mà xả là vô dữ lắm, và không cho làm cái chùa. Nghe thời gian nghe lâu không có lâu, cái bà Phước đó, nghe thầy cò này không đuổi Phước đi, không cho thầy cò đuổi bà Phước đi hả? Kiểu như không thận, hai người không thận nhau á. Cái vụ này nó làm sao có thể anh nó kể rõ hơn cái vụ mà thầy cò đuổi Phước đi á? Cái đó là mình không rành, nhưng mà nghe ta nói là hôn cự cãi vậy rồi không làm chung nữa. Thầy cò làm mình làm đó, chứ cũng không có làm có thời gian ở đó thôi, chứ rồi cũng đi tùm lum cái lá làm đó xong nó vô mới ổng mới lấy lợn nó mới vô nhà. Rồi cha con rồi rồi lấy đất lấy đồ lại tùm lum đó, rồi thầy cò đi rồi đi thời gian đi. Con có nghe câu chuyện đó là như cha của thầy cò có lần đuổi thầy cò đi rồi về sau nghe có tiền Mạnh Thường Quân cho mới quay trở lại, là có không chú? Nói chung là con không rành mấy cái đó, là con không rành lắm. Nhưng mà có nghe nói là hồi thì cho đất để làm cái am này để tu, để hồi thì lấy lợn rồi cái lộn tùm lum. Nói chung là lộn xộn. Nói chung là từ cha tới vợ chồng luôn là lộn xộn. Thì giờ hỏi hết sớm này cũng vậy luôn, lộn xộn lắm. Ủa, còn em còn nghe nói là thầy còn mà đi tu rồi mà còn cái vú dẫn vợ bé vợ nhỏ gì đó có không à? Thì đó dắt ông bà kia đó vợ người ta nay là lâu chưa? Cũng lâu mấy năm rồi. Ông này mất vợ lại chắc chừng 2 năm rồi, năm hai gì á anh Sam? Hai năm mấy chứ không lâu. Năm mấy mới đây luôn. Tình cờ sáng đây xuống vô một phơi chồng lên kia. Là làng quay phim phẩm chất này rồi mình chia sổ qua lắm đó. Mà có là anh chứng kiến luôn. Đó tôi với ông đó chồng lên tại đường luôn, tại cửa nhà. Tại đường luôn là chồng lên tại đường chứ cũng là dắt vợ về luôn. Một đuổi chồng cửa vợ. Chửi nói địch mẹ mày gạt tao tùa bắp cho nam. Rồi đầu hai chồng đi rồi không biết sao thời gian nghe nói không bắt lại. Rồi sau cái sự việc đó thì cái biến cố nào lớn hơn, hay là có biến cố nào về thầy mà quen với người khác không à? Không, chỉ biết nhiều đó. Còn cái vấn đề thầy mà sinh ra cái tỉnh thất đó, thầy cũng hay có ở nhà tụng kinh hay là anh cứ đi suốt vậy đó? Cũng có lúc ở rồi cũng có lúc đi. Ngày nào cũng đi hết. Cũng có hồi về rồi cũng có hồi đi. Chắc đi. Không biết ông đi vậy đâu. Nhưng mấy tháng nay là đi ít có về lắm. Mà buổi tối có về không anh? Hả? Buổi tối ông có về không? Buổi tối á. Mấy tháng vừa qua là đi ở đâu luôn không có về. Là mới về đây hả? Là mới về đây chừng mấy bữa, chừng hai tuần gì nên sao? Khoảng hai tuần. Thầy cò lúc chưa tu là thờ hồ hay gì? Thờ hồ. Em quen thầy, biết thầy lâu chưa, biết từ lúc nào tới bây giờ? Chung rồi sống đây thì cũng biết từ nào giờ. Từ nhỏ giờ luôn.
tính tình ổng sao anh? À. Thì nói chung cũng hiền chứ cũng không có gì. À. Nói chung sống thì sống làng thì cũng được, có một cái cũng hiền chứ gia đình lộn xộn thôi chứ con không có lộn xộn chứ ngoài. Chắc cha mẹ cũng không thương thầy cò lắm. Nói chung mình cũng biết là người ta sao thường thường thấy lòng thọt. Gia đình của thầy cò là khoảng bao nhiêu anh em chú? Con rành cũng 4-5 người vậy thôi. Thế ra anh em đó 7 người mất, 6 người. Đi đi cũng đó. 5 người vậy cũng được. Quán mèo quán mèo đi, lại quán mèo đi, quán mèo đi, lại quán mèo đi, quán mèo đi, nãy con nghe chú kia nói là thầy cò từng có phát ngôn là kêu trị bệnh về tâm linh rồi tùm lum á, có không chú? Cũng có. Dạ. Chú kể là câu chuyện để con nghe với. Cái đó thì nó ít. Dạ. Cái nói gì bệnh rồi là bệnh thì ít, nhưng mà thấy thì cũng thời gian trước thì chiều cũng có tụng kinh. Là con nghe nói là thầy có thể nói chuyện với lại những người phúc mặt phúc mày trị bệnh về tâm linh rồi. Cái đó thì không nghe, tại vì mình không có ở gần gũi thì nó này không có luôn chứ không có. Cái này là không có. Quán mèo. Nó chuyện tâm linh rồi. Đó chú Nam hút đàm bên trong nè. Về đi, lá chú đi quýnh. Chú Nam hút đàm bên trong nè. Lá quýnh nữa. Phần luôn hả gì vậy?